thị, thằng nào hot thì thằng đó làm chồng. Hay nó bậy quá. Rồi con nghe Úc Tiêu làm vợ quá hả? Ừ. Úc Tiêu tự nhiên cái tao đâu có yêu mà nó cứ chọc tao là tao nói hai đứa bay có qua lại nhắn tin nha rồi nè. Tự nên nghi ngờ hai bay có vấn đề rồi. Ghê. Yeah. Đánh giống lại, thấy yêu nhau, yêu nhau đại còn đặt đồ hơn thầy. Vậy hả? Thầy tao tu tao diệt dục mà lấy tiêu mày. Ừ. Không, tại thầy đó thầy. Thầy thầy con mới quen Bình Định Vũ Yêu. Còn thầy còn hay đồng ý đó, còn đâu có em đâu thầy. Bình Định dấu yêu có Úc Tiêu. Nào Bình Định giờ ông hổng mà nói không nghe. Thì cô cũng vô trong xe, thầy cũng cho lấy xe nhưng mà nó cãi lại. Thằng này nó hư lắm. Nó ăn cá mà ăn cơm mà sao nó ngu. Chắc chắn là ăn cơm rồi thầy. Chứ sao không cá hắn được. Tao nói nó không bao giờ nghe. Nó nghe ai á. Nó nghe Úc Tiêu thôi. Ừ. Nó phủ phàng thầy. Mà Bình Định chú yêu vui mà thầy. Thì người yêu mày không khen ai khen. Tao ghét Bình Định chú yêu. Tao ghét thằng Úc Tiêu. Hai thằng ghét luôn con. Sao thầy ghét con? Sao thầy ghét chị đó? Tại vì ai kỳ chưa, quá. Tại vì nhiều tiểu đề tao đã bực mình. Giờ mày làm tửa điều sao mà ngon đi. Ai kia mày lâu lâu mày khọt khọt không chị? Khọt nó mới vui thầy. Ê mày cũng Bình ha. Vậy là mày là em của nhỏ này nè. Dạ chắc chắn rồi, con này em mà thầy. Hồn nó mới vui thì ơi. Chị em có lứa. Ai chị em. Không biết là ai chị ai em nè. Vậy là tao ghép ba đứa là còn một giống á. Bình Định vô yêu Ốc Tiêu với Pretty Food kêu bằng khỉ hả. Và chung một dòng giống, chung một dòng máu, đứa nào cũng bóng. Bông bóng bay là bông bóng bang là bang bóng bạc, bán sao bông là bóng sao bang. Thầy nói vậy hoài, cộng đồng mạng nó sẽ không hết thầy đâu. Thầy nói là gay, người ta mới hết thầy. Dạ. Uống thuốc của Quýt Tấn Du, ca sĩ Quýt Tấn Du. À. Thầy nước bổ tinh hoàng, bổ khí quyết. Dương cương dương. Bổ tinh hoàng có hai hòn và một cây. Quá tinh vô đến chùa hay không? Lần trước là mời thầy đến quận 10 ăn bánh xèo. Còn cái còn đi cao á, nó xạo quần, nó để tài khoản hô giúp đỡ trẻ mồ côi, mày quay tao mà họ coi tao, mày không trả tao, mày là hô mồ côi gì, nó cũng xạo nó là muốn cũng cho quay. Nó để dưới cái tài khoản của nó là tài trợ cho nuôi trẻ mồ côi gì đó. Thấy không? Ta lấy tài khoản thầy, tài khoản của mày. Dạ. Yeah. Không được. Mày làm video mày để gì cũng chết, mày mốt nó bắt mày luôn. Mày không đưa tiền nhiêu là mày mốt cái bè, cái trung tâm nào là nó bắt mày. Nhà nước bắt. Để tài khoản mà vận động kêu gọi gì mà không sự đồng ý của nhà nước là bắt. Dạ. Yeah. Thầy uống cái lọ đó cảm giác như thế nào thầy? Ừ. Nó hương phấn hơn hay sao thầy? Ừ. À, hương phấn hơn. Như vậy thầy làm cái gì thầy? Cái nào mà nó đục, cái lỗ mà nổi. Đứa nào thằng nào đọc cái sách của thầy? Ừ. Mấy thằng điên kỳ cục ghê nhá. Ừ. Uống nó có mùi gì thầy? Ngọt như đường vậy, ngọt như ong, như mật ong. Cho con uống như thầy. Cho mày con. Cho mày cái này nè. Thèm không? Thầy hiểu tận. Con hề mà thầy không cho con uống. Thầy đưa uống một đầy, mình. Đưa tiền đầy Quýt Tấn Du nó bán cho. Bao nhiêu một chai thầy? Không biết nhưng mà nguyên lốc vậy nè. Mười chai. Nghe nguyên lốc giống vậy nè. Ngày nào cũng uống một chai hết thầy. Ừ đúng rồi, mình uống chừng nào mà. Đây nè. Hiểu rồi. Nước trái nhào đông trùng hạ thảo. À trái nhào. Cái đấy đã khỏi bị đau xương khớp thầy ơi. Ừ đúng rồi.
nhức mỏi quệ quại cơ thể. Con biết cái loại cốt nhào đó nó có tác dụng là nhức mỏi. Hổm cái thằng Việt Nam á, nó quay YouTube nó cũng bán cái nhào á. Dạ. Mà không phải công ty nó làm cái nhào. Tự làm tay lấy và ép nước nhào lấy, còn cái này là của công ty nó sản xuất. Cái đó chắc mắc lắm á. Ừ. Nước nhào cũng vậy, không mắc đâu em. Biết quả nhào không? Quả nhào người ta hay dạ, giống như quả sa tê đó. Không có mắc đâu. Nó là loại cây dân giá của mình đó. Cái đó chị đau lưng nhức mỏi phải không thầy? Dạ thầy, thầy khi thầy gặp một ca sĩ nào đó thầy có cảm giác vui không thầy? Không vui, ca sĩ mà không vui gì. Tại hát cho mình hay. Vậy khi mà cảm giác thầy gặp Ốc Tiêu thầy có vui không thầy? Có vui mà thầy, thầy nói thiệt đi thầy. Gặp Ốc Tiêu vui, tao cầu nguyện cho nó chết sớm. Gặp tao tôi chắc là thầy này kỳ ghê. Người ta nói là mình đi tu mình phải cầu điều thiện điều lành. Không thầy, tao ghét nó, tao không muốn gặp mặt nó. Thầy ghét thì ghét nhưng mà gặp ba đứa ghét hết luôn. Trời, nói cho điều mày binh hả? Khỉ nè, Ốc Tiêu nè, Bình Định, ba đứa này tao ghét khù địch. Sao thầy ghét chữ với thầy? Thì ba mày có một loại ra mà mày binh nhau là một... Ba người này chuyên môn giúp đỡ thầy đó thầy. Ba giúp con khỉ gì tao không thèm. Mày đừng tới luôn đi. Mày làm mày kiếm tiền mày có cho tao ra mày hô giúp đỡ. Còn mày cho tao với miếng là đó chứ không? Mày lấy lòng tao thôi. Sao thầy nghĩ như vậy thầy? Không nghĩ. Chứ bộ cho thầy ăn. Thầy đừng chửi nha. Mày dụ ngọt tao với mày tốt. Con hạt lòng một dạ với thầy mà. Thầy ăn đi, thầy đừng chửi tụi con. Mày có cái mối đó làm hoài. Nhàm chán này. Giờ nói pizza đi, rồi qua cái clip này đi. 2 phút nữa, thôi quay cái khác đi. Mệt chứ. Thầy đi tắm. Có phải không thầy đi tắm một cái? Dạ. Tao rửa cu một cái. Nó vậy á.